Ok, chat thành công sẽ quay trở lại phục vụ các bạn những vòng đầu 3 phút. Tốc độ cực nhanh. Phân tích nó chỉ là vui chơi thôi. Chủ yếu vẫn là cờ vồ. Lên tốt. Nhập thành đi. Cũng nhập thành luôn. Về mã đi. Đẩy tốt xuống. Bây giờ sẽ là tốt là D4. Lùi tượng về không được. Ăn mã. Ăn lên. Đuổi luôn. Đuổi. Lên tốt đi. Em đánh cờ này mà không nhớ bài thì không thể nào đánh được. Tức là thuộc bài, chúng ta phải thuộc bài khi mà chơi cờ thời gian ngắn. Không thuộc bài cũng khó đấy. Bây giờ mình sẽ đánh tiếp thế nào đây? Có thể là tốt C3 để lấy đường cho hậu lên B3. Tấn công vào đường chéo này và tốt này. Đuổi mã. Lại về vậy. Như vậy lại không đẩy tốt lên được C3 rồi. Lên vua. Lên vua. Về nút mã đi. Bây giờ mình sẽ phải lên hậu theo cái đường này. Chặn lại. Lên tốt. Ok, mình sẽ lên hậu cái đường này, sau đó sẽ đưa xe ra. Về tượng, lại xuống hậu thôi. Đây, tốt. Về giữ. Chiếu. Mất tốt rồi. Rồi, không sao. Cờ chớp thì mất một tốt hay mất một mã. Không vấn đề gì. Chúng ta vẫn đánh như bình thường. Em. Lên tượng đấy đi. Đuổi mã. Quá là bình thường luôn. Đuổi cả hậu luôn. Gớm nhỉ. Bem. Không nước có nước chiếu nào nhỉ. Làm gì đây? Xuống hậu. Đuổi hậu. Gớm nhỉ. Thì đổi. Vua đi. Xuống xe. Bè tượng. Này. Đổi không? Chạy.
Này đây. Đẩy xuống. Cờ này chỉ hòa thôi. Đấy, chúng ta thấy là quân tượng của mình đã phòng thủ luôn cả hai ô. À không, nhưng không được. Chỉ vẫn chỉ một ô thôi. Lên. Vua vẫn phải chui vào một ô. Đành phải đi đi lại vậy. 16 giây. Mười ba giây. Rồi. Ở đây mình phòng hậu. Chúng ta thấy là mình phòng hậu đến nơi rồi. Quân tượng này không lùi về tiếp ứng được. Có đâu hai con tốt này đang bị bọc lại. Cờ chớp thì phân tích làm cái gì? Chỉ là giải trí thôi mà. Đối thủ đánh càng nhanh thì mình đi cũng phải càng nhanh, không có không kịp. À, đẩy tốt xuống, đẩy tốt xuống, lên đây. Pep. Tốt yếu đây rồi. Mùi ngon rồi. Lên tượng. Vào hậu giữ. Lên tốt đi. Về mã đuổi tượng. Đây. Ăn con gì nhỉ? Ăn mã đi. À. Chỉ hòa tốt thôi mà. Cũng chỉ hòa tốt thôi mà. Hơn tốt rồi. Ra xe phát ăn chiếu ngay rồi, vừa nói xong. Này thì cờ liều này. Xong. Chưa chịu đầu hàng. Lên vua này. Tốt ăn lên. Gớm. Lên đấy. Chiếu được gì cho hết cờ nhỉ? Đây, xe ăn sang. Giữ. Này thì để tốt xuống. Mình sẽ chiếu bằng xe. Hay là chiếu bằng hậu nhỉ?
lên chặn lại. Này thì chặn lại. Thế là thắng có cái gì đâu. Xong. Này thì đây. Xin. Đánh thế nào tiếp đây? Chắc là chẳng đang trông chờ một ván hòa. Không cho hòa. Không cho hòa. Không cho hòa. Không cho hòa. Yes. Đánh thế này lên elo nhanh. Đúng là tính giải trí quá cao. Đến giờ nhắn tin với bạn gái rồi. Đánh nốt vào này thôi. Ở đây mình sẽ đưa về cái cách chơi mà giống ván đấu của Lê Quang Liêm và Magnus Carlsen ở trận Blitz. Nói chung mình đánh mình cũng toàn nhớ mà. Có cái gì đâu. Nhớ các cái nước đi của các cái ván đấu mà mình đã xem. Các ván cờ chớp hoặc là những ván cờ tiêu chuẩn. Xong đánh lại như thế. Nghe đơn giản nhỉ. Nhưng mà đánh cờ chớp mà các bạn không nhớ bài thì sẽ không thể nào mà đánh được. Bởi vì tốc độ nó quá nhanh. Không đủ thời gian để suy nghĩ. Bây giờ mình sẽ đưa mã về thôi. Lên mã đấy. Đây, tốt. Bem. Tôi đang lên. Thôi. Đây may quá, thậu không ăn mã này, đúng là cờ chớp. Đúng là cờ vớ vẩn. Đợi tốt. Ăn con này. Chặn xe lại. Chết cứng con xe này. Bem thì hậu ăn bem. Tốt bem, tốt bem. Bật chết cứng luôn. Đẩy xuống. Vẫn ăn như thường. Lên mã như vậy là chặn xe lại rồi. Đánh thế nào đây? Không bắt được xe rồi, tiếc quá. Đuổi cả hậu. Gớm. Giời. Đánh gớm thật. Không ăn là mất quân mã này ngay. Vấn đề là trắng đang nghĩ xem là nên ăn vào bằng quân mã hay là quân tượng. Về tượng á. Chịu thua. Không thua. Ra xe thì trắng lại ra xe tiếp. Cứ ra xe cho khỏe cờ.
đẩy tốt lên thì đẩy tốt lên. Đẹp. Đây rồi. Chịu thua. Chịu thua. Như vậy là trắng không chịu thua. Chịu thua quá ấy chứ. Thôi nghỉ nha các bạn. Accept nút các fan. Ok, nghỉ.